Kìa mà ngắm nhìn cái rớt xong cái rớt nhìn xoay cái quay cái phố. Ngọc ngào quá. Ố, trời bộ nhảy. Gì vậy? Ủa, lên trên xe nè. Thằng kia siêu xe. Ừ, vậy một anh siêu xe, một anh xe độ. Thôi chắc mình sẽ chọn xe độ, mình sẽ xe. Đó là con mà. Mình sẽ chọn xe độ cho nó chừng thật luôn. Cho nó dùng dễ ác. Tiền ta hay gì? Sao luôn á? Thế là sao? Rồi, em biết rồi, tình yêu chỉ đẹp khi đi xe một bài. Tào lao nữa, nó thích chẳng nói trước khi nó đi bốn bánh mà. Nó rất là rất thằng kia. Đó, thằng này nhưng mà tại sao vậy? Cờ rất lâu hoàng. Ôi trời ơi. Đâu cờ rất không lâu hoàng. Không, cờ rất lâu hoàng, chụp tấm hình lâu hoàng mà. Nó bê hả? Bê cho đẹp hơn. Hay đi cho đẹp vậy. Ủa người kia vẫn đẹp mà. Nhưng mà cái gu của người ta đó thành dầu nè. Không, cái nhìn đẻo quá à. Ôi cô. Trời ơi, mua điện thoại luôn rồi đó. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Trai trong phim. Trời ơi, mà trời đã gì á. Trời ơi, làm bể điện thoại của ta là bắt đầu lên đổi. Này chắc nhà này khi rồi tai nạn, tai nạn, tai nạn. Hay bởi vậy là hỏi này, cái mỏ nè. Không, đi cười với ông. Sao mà lỡ làm sai lầm. Không muốn điện mà sai lầm thì có chuyện. Boy đứng đằng. Alo. Đâu? Đang đâu vậy? Chỗ cũ. Chỗ cũ. Sắp tới sinh nhật của tao. Tao có chuyện muốn nhờ mày. Đừng nói cầu hôn nha. Đừng nói nhờ cầu hôn nha. Anh đang ở đâu đấy anh? Cái này chưa có quen luôn. Thấy. Đó, thấy luôn hả? Thỏa nồng chính còn dễ thương vậy. Ờ, dễ thương quá. Ủa, vậy sao không quen thôi? Vậy sao không quen lâu hoài luôn? Là hai người đấy rất đó, là đẹp. Đó, nè. Chị thảo đi. Đó, thằng này thì... Trời, tự nhiên ngửi ra gà luôn. Quen kìa. Em chết anh. Em chết anh. Ủa, lâu hoài nhắn đi bộ. Chưa nhắn. Chưa nhắn, không nhắn lại luôn hả? Tìm, tìm. Ủa, sao biết chỗ tìm hay vậy? Chắc nhắn rồi. Vì sao con nhỏ này đang quyết định là có đến không nữa. Xin lỗi. Nhiều khi tới gặp kia. Gặp hình ghê. Đồ. Không. Nó gặp mẹ. Đồ. Nhiều khi lô hàng bị quánh xong vô bệnh viện. Người ta đang cân tim nè. Dạ xua lóc. Tại sao sao thì không đại thì hết. Các bạn cùng tí, các bạn cùng tí. Gặp tâm mà là nhỏ đó tụi bay quánh chung như vậy thôi. Rồi sao thằng này bị chấn thương xong nhỏ đã thương hại. Đúng và ra yêu. Anh Minh mình rồi biết ngay mà. Rồi anh Hoàng đã từ đó. Sao thằng này bị thiểu năng? Sao cái này nói là có xung đột thì giải quyết trong lịch sự đừng có vung tay vung chân. Hậu quả nó sẽ như thế này. Nếu anh chị cho thì vậy đó. Ở quán bar, ở xe rượu. Quán nhau đi. Tôi sẽ nói xe là xe ai vậy? Xe hàng này. Đâu Hoàng. Mô tô cũng có xe riêng nữa. Chào chiếc này mắc lắm luôn á. Chào vậy ai chịu nổi trời. Chiếc này cũng thấy đau trong môi. Đau lòng em, đau lòng ấy trời ơi. Nhỏ này kiếp trước nó cuốn thế giới. Kiếp này chỉ cần ngồi trong nhà nghe nhạc thôi. Có lý nè. Kiếp trước nhà cuốn thế giới. Mình thích người ta mà không nói nè. Cái này bài học những bạn là có cà rốt thích chứ nói. Cà rốt. Cà rốt. Việt Nam hóa. Rồi tới sinh nhật luôn rồi. Tới sinh nhật luôn rồi. Đám cưới luôn. Sinh nhật mà. Sinh nhật. Hey, cool. Sinh nhật năm sau rồi. 5 giây. Wow. Bộ vest nhìn đẹp vậy. Ủa sao nhìn vuốt tóc lên nhìn thấy ghê vậy. Đâu đâu. Đó. Nhìn hơi đẻo quá. Nhìn hơi đẻo quá. Ớm à. À sao bây giờ lại nhận ra là mình nhìn ra nó lại nha. Dạ đây đúng không? Anh sẽ hát cho em một bài. Đây vàng nhớ ra. À vậy là mới nhớ ra là anh đang mới là người đàn. Nhưng mà hồi nãy đàn với tao mà. Không nhưng mà hát thì không hát không thể nào mà fake được. À hồi nãy nó quen nhau thằng kia bây giờ hát cho mày. Nè bài này hay lắm, im để nghe. Nếu có lúc yêu đương này phải nhìn lại bài này chi nhớ tỏ ra gì hết rồi ăn liền rồi. Ăn liền rồi sẽ có lúc không ai yêu được mình. Em chỉ đọc
sẽ đến lúc không biết phải làm sao. Thế giới chỉ còn anh vậy. Nếu chia tay sẽ thế nào? Bây giờ còn gặp nhau được nói mình còn gì? Hồi xưa hả? Ồ. Có khi là có khi là hồi xưa rồi. Vậy con nhỏ này lúc mà nó ra trước. Vậy lúc mà con nhỏ này nghe giọng của thằng này xong á, có hết hồn á. Học sinh ơi được không? Sao là kiểu bị tai nạn, sao là bị mất trí nhớ hay gì? Rồi để coi. Ông đi chơi đi. Xin lỗi chú. Giờ mày xin lỗi chú thì được cái gì? Để chú vui vẻ kìa. Chú chỉ có một đứa con gái duy nhất. Mày nói nó nói như vậy. Giờ nó cũng không nhớ mày là ai đâu. Đừng phiền nó nữa. Chị nhớ. Thế là lúc nó nghe cái giọng mày cái nó tưởng. Trời ơi, em nói như gà lắm chị. Nếu có lúc yêu đương này nghe phá. Vậy là thằng này nhớ nhỏ từ đầu tới cuối luôn. Rồi, thầy chị đó yêu. Nhưng mà bị phụ huynh đánh mà. Cái này là mình cầm. Sẽ không sao được. Phải làm sao? Nếu chia tay sẽ quay thế nào? Bây giờ mày sẽ sau lưng mày. Ngày chi nó giật cái khóp lại. Mềm Tiến hành đưa em đây. Em nhớ lại trước là tạm biệt người yêu trong mỗi lúc. Tình yêu đã kiên thức bao bao nhiêu là em đã đau khi yêu. Sao lúc quay sẽ ra sao? Quay kịp được không? Sẽ không thể nào. Tạm biệt người yêu trong mỗi lúc. Không kìa. Trời ơi, trời quá hả? Bạn đang nổi đau. Không kìa. Nhớ rồi, nhớ rồi. Hát sửa thôi là được rồi, trời ơi. Không ơi, chưa cưới mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được hả? Nếu cái gì ra cảm giác ấy sẽ ra sao? Cảm giác luôn sẽ trên tựa đề YouTube có đó, không lên YouTube sợ đi má. Bạn đang coi của anh sẽ ra sao lúc ấy? Cảm giác của anh chết mẹ rồi, nhớ rồi, trời ơi khóc. À, rồi cái gì đó bây giờ không có gì mở vậy, không có thức dậy đúng rồi. Cái này chỉ là thằng dân của chúng ta bản thân phải không kết thúc nhẹ. Ok, sau khi xem bài này thì cảm xúc vẫn còn rất là dồi dào, là dư âm á, dư âm còn sót lại, mắt buông lòng là luôn. Cảm giác ôn su bây giờ ra sao? Em nghĩ em muốn xem phần tiếp theo. Không muốn, muốn chỉ cần có một cái kết có hậu thôi, đó là tại vì thấy cái tình yêu của hai người đó đẹp, đẹp. Người đẹp đôi xinh nữa. Hy sinh cho. Chỉ cần em hạnh phúc là anh hạnh phúc. Kiểu mà kiểu tình yêu mà từ hồi nhỏ cho đến lúc lớn á, kiểu mà gà bông lớn lên với nhau á. Tôi muốn có một chút gì đam mỹ với chồng. Cái gì trời ơi. Mẹ em muốn đâu cũng đem mà đã có ấp ủ cái chuyện đam mỹ. Nó mới vui chứ trời ơi. Nhưng mà cái bài hát này rất hay đúng không? Cái bài hát hay, cái giọng lâu lại thấm quá trời. Thế thôi bây xe ra sao? Giọng bị thấm rồi. Sao? Thiệt luôn á, để cái trí nhớ của tôi hãy lưu giữ cái giọng hát kia đi. Và MV quay rất là đẹp, giống y như là một phim MV ngôn tình thanh xuân, thanh đúng rồi, phim thanh xuân dường trường kỳ kỳ ngôn tình á. Không, tại vì nam mỹ mà chúng gung. Công nhận là bài hát này rất là hay, MV cũng hay. Trời ơi, tôi coi mà tôi nổi bè gà luôn. Như diễn viên xinh toàn diện. Không, nhưng mà góc đẹp, góc cái bạn
cái bạn nhà nam, cái bạn nam hai á, đẹp trai hơn. Không biết phụ hay chính ba chưa biết mà. Phụ trời ơi, người ta hé bà muốn hơi nam chính, à bà muốn nam Mỹ thì người ta phải là chính chứ. Nhưng mà bây giờ nó không có, trời ơi cái thằng kia nhìn nó không có hợp. Thằng kia không bây giờ là phụ phần hai là chính. Nhưng mà cái bạn nam thứ hai đó để tóc lớn vào nữ chính xuống rất là đẹp trai mà. Nữ phụ đăng Mỹ không hợp. Nói chung là diễn viên rất là đẹp, bối cảnh đẹp, quay đẹp, MV đẹp, trời hình xăm đẹp. Em cũng muốn có một MV như vậy đó. Em cũng muốn một MV về tập diễn nha. Được rồi, các bạn thôi dừng tại đây đi, chứ mấy đứa này nó bay đi xa lắm rồi á. Chỉ tưởng tượng nó phong phú lắm. Vậy nha, cảm ơn tất cả các bạn. MV em Mỹ đi, làm MV em Mỹ đi. Thôi đi bà. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau. Bye bye.